là mới. Đấy. Đây là mới luôn. Các bạn có thể tò mò vào thăm một chút.
97761. Đấy, cửa hàng thương hiệu Kitty ngay đối diện cổng trường Trung học cơ sở Vân Hòa, gần ủy ban xã Vân Hòa. Bãi đỗ xe rất rộng luôn. Ông chủ tên là, vợ chồng tên là Quỳnh. Hỏi thật đi, nên YouTube luôn này này. Quỳnh gì nhỉ? Quỳnh Nhung à? Cửa hàng Quỳnh Nhung nhá. Ông chủ Quỳnh. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Xin dừng video tại đây. Để mình ngẫu nhiên mình đi qua, mình đưa vào xã đi thấy đây vào làm ngay cái gì đấy, bơ. Bên kia là sinh viên này, học sinh sinh viên này. Rất là vui nhộn, mặc dù trời hôm nay hơi mưa nhưng mà cũng rất là ok. Mình tình cờ thôi nhá, đây là không mất một gì. Gia chủ không yêu cầu một chút nào phải đâu. Hy vọng là các bạn sẽ xem và sẽ đón nhận những khoảnh khắc rất là tuyệt vời.